Mới vừa rồi thì thằng em mình đã hạ anh Toàn, nhưng coi trận này anh Toàn có hạ lại thằng em tụi mình hay không, để tranh vô vòng chung kết các bạn. Hình như anh Toàn đã chết không rồi. Ây cha, vậy thì chưa biết là sao. Ây cha, hai giờ đang năm chơi rồi, chuẩn bị xuất phát. Con hổ dữ bên tay phải màn hình đó các bạn, còn chỗ bên anh lên thì bên tay trái màn hình. Trời ơi con kìa, ê đông rồi. Chết mẹ nắng mẹ thua rồi bạn ơi, không được rồi. Trời ơi con hổ dữ. Trời ơi chạy bỏ một khúc luôn rồi nè. Hay cha, nhưng mà giờ đây người ta trở lại bình thường. Đã thắng chắc cha. Nhưng mà mình sẽ để là đã quyết định cho ảnh là phải thua. Giờ ra trận 3-4 rồi. Rồi, vậy thì cái trận 3-4 đã xuất phát. Trời ơi, thằng em tụi chúng mình nó lặn đi đâu luôn rồi. Đúng đây con hổ dữ. Đúng là dắt tết cho cái ghe. Cho cái ghe là con hổ dữ này. Ôi kìa, coi anh em mình là bỏ cái ra luôn rồi các bạn. Ủa, thấy không chưa? Đúng là dắt tết. Rồi, cặp đầu tiên, vòng đầu tiên luôn các bạn đã xuất phát. Trời ơi, ăn khá sao luôn kìa. Đây các bạn thấy chưa, một bóng cọp hết hồn cho nó ăn đó. Thì các bạn cũng đã thấy thì gõ bên tay phải màn hình đã chiến thắng. Đây các bạn thấy ông cọp chưa, mình đã nói các bạn phải cảnh giác ông cọp này dữ lắm. Rồi vậy là cặp đầu tiên đó, các bạn thấy hết hồn cái hơi của mấy cái này chưa, các bạn nghe nó nổ cái đỉnh luôn. Quá quét cho cái chặng vỏ này luôn, hết hồn các bạn thấy cái hơi chưa. Cái tốc độ máy của anh em rồi xuất phát các bạn. Hay cha, hình như là anh Toàn đã lợi thế hơn rồi. Ây cha, con kìa các bạn, bây giờ 5-5. Toàn bóng bay. Còn mai các bạn cũng đã biết đã từng vô địch nha các bạn. Nhưng hôm nay đụng ngay cái vỏ này coi sao đây. Trời ơi, cái vỏ em mà nó liệt kìa, không có điểm tính đó các bạn. Ây cha. Rồi vậy thì Toàn bóng bay đã chiến thắng rồi các bạn. Bởi mình đứng ở đây quay thì các bạn cũng đã biết nó cũng hơi khó xem. Đây em mình thì hình như được rồi, cũng đã đụng ngay anh Toàn nhưng mà tiếp tục cũng chẳng thua. Rồi bây giờ thì anh Toàn cũng đã chiến thắng đấy nha các bạn. Bên tay trái màn hình các bạn thì anh Toàn đã chiến thắng, đó là cặp thứ hai của vòng 1. Đụng ngay con cọp dữ nữa. Thắng không? Không biết. Ủa, vậy là 5-5 rồi. Vậy là chưa biết nữa các bạn. Hỏi anh Toàn thì anh chưa biết nữa. Nói chung mình đứng đây thì nói đồng nghe nó cũng hơi khó xem luôn. Tại mình đứng trực tiếp nha các bạn, mình không có đứng ngay cây cờ. Đấy, cho nên là các bạn xem có thông cảm. Mình cũng hỏi anh Toàn thử mà anh Toàn nó chưa biết nữa. Đó thì cặp thứ hai, vậy là cặp này đang 5-5 với nhau. Rồi tiếp tục cặp thứ ba xuất phát nha các bạn. Rồi bên tay trái màn hình, bên tay phải màn hình các bạn thì đã thấy nhích hơn khá nhiều rồi. Ây cha, bên tay trái màn hình chắc không kịp rồi các bạn ơi. Trời ơi ăn nó xa kìa. Cây cờ đây các bạn. Rồi quả ơi ăn khá xa. Anh Toàn tiếp tục là anh Toàn các bạn. Ai à, cái vỏ này. Rồi vậy là em mình đã hết lại. Vậy là anh Toàn ăn. Vậy là anh Toàn mình đua 2 trận. À, thua 1 ăn 1 các bạn. Còn em mình thì mới đua trận đầu tiên, em mình đã rớt lại.
Giờ anh Toàn ăn khá xa. Rồi vậy là anh Toàn mình đã chạy hai chặng luôn. Rồi lên chạy luôn. Kỳ. Rồi cặp tiếp theo các bạn. Đây là cặp thứ tư. Ây cha, các bạn thấy cặp này 5 năm nhau nha. À bên tay phải màn hình, bên tay trái màn hình đã vượt lên rồi. Em áo xanh mình đã vượt rồi các bạn, bên tay trái màn hình không kịp. Bên tay phải màn hình đã thua khá xa. Rồi vậy là ăn khá xa nha các bạn. Đó. Quá. Vậy là bên gió này thì của anh Rên ở Jun hả? Jun Bằng Thạch đã thua một giỏ, còn một giỏ nữa nha các bạn. Vậy là Jun Bằng Thạch thua cho bên đội sớm chủng hay chùa chủng? Thua cho bên chùa chủng. Vậy là bên chùa chủng hai giỏ, ăn hết hai giỏ đó nha các bạn. Còn bên anh Jun đó thì hai giỏ nhưng mà mới thắng có một giỏ, ý mới thua một giỏ. Anh Rên ha, Rên, anh Rên Bằng Thạch. Ở đây thì giỏ của anh Rên Bằng Thạch đã thua một giỏ, còn một giỏ nữa nha các bạn. Vậy là bên chùa chủng thắng hai giỏ rồi, một qua giỏ thắng anh Toàn, một giỏ mới thắng của anh ở Bằng Thạch. Rồi tiếp tục chuẩn bị xuất phát nha các bạn, cặp thứ năm. Rồi xuất phát các bạn. Ơi đụng máu cảm chạy kìa. Lên rồi, bây giờ thì hình như là đúng rồi, anh bên đội anh Rên Bằng Thạch với đụng với ngay là anh Hiếu Toàn. Hiếu Toàn cá bú xít. Coi coi. Còn anh Hiếu Toàn có vượt qua nổi với cái vỏ này hay không? Hình như là không kịp với cái vỏ bên đây rồi. Rồi mấy ông chết luôn cái gì rồi. Ồ tại ông hạ ga. Rồi thì các bạn cũng đã biết ha. Đó thì đây thì bên của anh Rên Bằng Thạch đã thắng. Đã thắng anh Hiếu Toàn. Vậy thì bên anh bên ảnh hai vỏ đã thắng một vỏ, thua một vỏ. Còn anh Hiếu Toàn mình thì đã vòng đầu đã thua luôn. Vỏ cả bụi xít. Để không kịp cái vỏ này các bạn. Nói chung vỏ này thì đây là cũng là những con cọp chiến đó. Nhưng mà cũng đã từng vô trong, hình như đã có giải tư, có giải ba có. Rồi bây giờ thì anh em đã về trước, xuất phát cho vòng thứ hai. Đây các bạn. Tiếp tục thì đây là một con cọp dữ nha. Các bạn nghe cái hơi anh em. Ủa, các bạn nghe chưa? Anh em đã vòng đầu tiên xuất phát thì anh em đã chiến thắng rồi các bạn. Bây giờ tiếp tục tới chặng thứ hai coi sao. Chứ mình thấy là dữ lắm rồi con cọp này. Dữ lắm cái hơi. Anh em đua chặng đầu tiên là bỏ anh bỏ đội bạn là khá xa luôn á. Hết hồn luôn chưa. Phải nói luôn. Rồi bây giờ xuất phát cặp thứ hai, y cặp đầu tiên của vòng 2. Rồi đã chết máy một máy các bạn. Rồi vậy thì đã trở lại, anh em đã gớt lại một máy, coi ai đây. Ây cha, xa quá vậy ta, không thấy rồi. Rồi ở đây thì một mình anh em về đích luôn. Ai đây? Xiết kìa các bạn. Hãy hồn chưa. Đây các bạn, đây thì hình như em mình mới đụng với anh Toàn hồi nãy chứ. Vậy là em mình nó thắng hai chặng rồi. Vỏ này cứ nói ở bên chùa chủng mới thắng đó phải không? Hả? Em mình chiếc này làm đậu quá ta.
hai chặng em mình lụm hai chặng rồi đó các bạn. Phải không ta? Rồi bây giờ cặp thứ hai các bạn của dòng 2 cũng đã có chuẩn bị xuất phát nha. Rồi các bạn. Thì hồi nãy là cái anh áo cam bên tay phải màn hình các bạn đã mới vừa thắng một chặng. Rồi bây giờ thì tới đã chặng thứ hai để coi anh có thắng hay không nha. Hay cha. Hình như là anh đang đụng với ngay cái vỏ bay. Rồi bây giờ đang biết các bạn. Trời ơi không kịp rồi. Wow. Vậy là cái vỏ bay của em mình không kịp cho cái vỏ của anh rơm ở bằng thạch các bạn. Vậy là vỏ này đã thắng, còn vỏ em mình đã thua. Đây em mình mới là đua tăng đầu thì đã thua, còn anh mình thì hai chặng đã thắng hai chặng nha. Đây các bạn, vỏ này thì giữ rồi. Hai chặng thắng hai. Vòng đầu anh cũng đã thắng anh Toàn, anh Hiếu Toàn. Đây thì vỏ của anh rên ở bằng thạch. Bằng thạch thì được hai vỏ nhưng mà anh này chạy hai vòng anh đã thắng hai vòng. Rồi anh em mình tiếp tục luôn. Không kịp nha các bạn. Rồi vậy thì rồi xuất phát các bạn, cặp thứ ba của dòng 2 nha. Chưa biết ai luôn, tại vì hơi xa quá nha các bạn. Ây cha. Rồi vậy là các bạn đã thấy bên tay phải màn hình các bạn đã nhích xa hơn. Trời ơi ăn quặng một luôn, bỏ biết qua xa luôn coi. Trời con nó bê kìa. Trời ơi con cặp dữ các bạn ơi. Đúng rồi, đụng ngay con cặp dữ ăn không kịp đâu. Kìa, anh em mà chạy mà nương luôn đó. Hải hồn chưa? Rồi, vậy thì anh em mình đã chạy 2 vòng, thắng 2 vòng. Thắng là bỏ anh em khá xa không đó các bạn. Hết hồn, con cọp này rồi. Đó, bỏ anh em khá xa luôn. Đó thì hình như là đây là vỏ của bên anh Linh, bên anh Kim. À, em mình chạy 2 vòng, thua 2 vòng. Đây con cọp dữ nha các bạn, hải hồn luôn. Đó, bỏ đứt đường, bỏ khá xa luôn á. Phải nói là chạy đỉnh luôn. Dữ lắm cái vỏ này. Nói chung cái vỏ này hồi nãy giờ thì mình thấy anh em đã ăn đối với là các vỏ của anh em này lúc nào cũng phải ăn là từ là mấy tầm vỏ luôn. Phải nói là bỏ là mấy chục mét chứ đừng nói là đơn giản. Chạy mới có hai vòng thôi nhưng mà vòng nào cũng là bỏ anh em đứt đường. Không bao giờ thể nào gượt kịp luôn. Còn vỏ bên anh Jin ha, anh Rum gì đó. Cái tên khó kêu quá ở bằng thạch. Đã thua, thằng em mình chạy đã thua hai chặng rồi. Đó, còn cái vỏ mới xong thì chạy hai chặng thắng hai chặng. Bên anh Jin thì dự hai vỏ mà vỏ kia thì thắng hai chặng. Đó thì cặp thứ ba nha các bạn của dòng 2. Rồi tiếp tục thì cặp thứ ba đang có tư thế chuẩn bị cặp thứ tư chứ. Đây cặp thứ tư anh em đang chuẩn bị. Cái này mình đứng quay thì nói nào nghe nó cũng hơi xa lắm nha các bạn, mình không có đứng được ngay đích luôn á. Mình mới quay được cái điểm xuất phát cho anh em xem. Rồi tiếp tục thì cặp thứ tư nha các bạn. Đang có anh em đang giật máy rồi đó các bạn. Rồi bắt đầu phóng thôi.
hình như là cái vỏ bên tay cháy màn hình các bạn, thì theo mình biết thì cái vỏ này là cái vỏ bay, vỏ nó phóng thấy mê lắm. Nhưng mà anh em cũng mới đã mới thua một trận, nhưng trận tiếp theo này coi sao đây. Đã xuất phát luôn các bạn, đúng rồi, cái vỏ nhảy của em mình, trời ơi, có trao kìa, quá hai vỏ vỏ nào cũng trao luôn, hình như là ngay với anh là Toàn Hiếu các bạn, Hiếu Toàn. Ủa kìa, có vỏ bay kìa, em này thì đã mới theo thua một trận, ầy cha, nhưng trận thứ hai này em mình đã thắng với Hiếu Toàn rồi, Hiếu Toàn chạy không kịp với em mình các bạn, đây là điểm đích, đây, vậy là em mình đã tới trước, rồi vậy thì em mình đã thắng một trận, thua một trận. Còn anh Hiếu Toàn thì hai chặng, thua hai chặng luôn các bạn. Đây, vậy thì anh Hiếu Toàn mình đã thua hai chặng nha. Đó, đây thì cặp thứ tư đã xong. Đó, em mình thì đụng ngay với cái vỏ của anh Hiếu Toàn thì đã thắng. Còn đụng ngay với cái vỏ của bên anh Dương thì đã thua. Em mình đã thắng một chặng, thua một chặng các bạn. Đó thì cặp thứ tư. Rồi thì bây giờ là đã có xuất phát nha các bạn. Rồi xuất phát các bạn. Bây giờ hai ghe này thì đang 5 năm với nhau. Ai nhanh tay hơn thì sẽ thắng các bạn. Rồi bảy xong luôn rồi. Ban tổ chức bảy xong. Để coi anh Toàn và bên anh Rin coi ai sẽ về đích trước. Đây, hai vỏ này thì giờ mình so cỡ đi với nhau thì nó đang 5 năm đó các bạn. Hay cha. Trời ơi, 5 năm, bên tay phải màn hình đã lên rồi. Thôi, vậy thì anh Toàn không kịp cho ta. Đây anh Toàn các bạn. Rồi, còn bên anh Rin, đây thì vỏ này đã thắng 2 trận. Đây là trận thứ 3, nhưng mà không biết kết quả ra sao. Còn bên anh Toàn, nó mà đứng đây thì nói là ngay nó cũng hơi thất thế, cái là không có biết được cái kết quả. Đó, anh đã thắng 2 trận nhưng mà thua đuôi với anh Toàn. Thì ca sao đây? Không biết thắng hay thua. Ở đây thì đã đụng với nhau là trận thứ 3. Anh đã thắng 2 trận, nếu anh thua anh Toàn 1 trận thì là anh thắng 2 thua 1. Còn nếu như anh Toàn thua thì anh Toàn thua 2 thắng 1 là anh Toàn lỗi. Nếu anh Toàn thắng thì anh Toàn được thắng 2 thua 1 là anh thắng 2 thua 1, vậy là hai này đồng điểm nhau. Bơi luôn rồi. Hay cha rồi, bây giờ cặp tiếp theo xuống kìa các bạn. Đụng ngay con cọp dữ hay gì rồi. Cái hơi kìa. Bên tay phải màn hình các bạn quá lên. Đúng rồi, đụng ngay con cọp dữ. Trời ơi, bên tay phải màn hình lên kìa. Coi kịp hay không? Ây cha, đúng là không kịp rồi các bạn. Đúng là ngay con cọp dữ. Ba chặn ăn ba chặn. Quá đỉnh luôn. Hết hồn không? Anh em mình là mới được rồi là đã thắng một trận. Đụng ngay đội của anh Dương. Thắng đội anh Dương. Bây giờ em mình đã thua lại cho cái đội của em mình là ngay con cọp dữ rồi. Đây các bạn, vậy là em mình đã 3 trận thắng 3 trận. Đúng là mãi đỉnh luôn. Hết còn con cọp này rồi. Đây thì 3 trận thắng 3 trận nha. Để phải nói luôn. Còn con cọp này không biết lý do sao mà mấy anh Toàn vòng luôn hả bạn. Đó, em mình thì mới thua cho nghe con cọp dữ rồi. Rồi anh thắng hay thua? Thua chẳng này nè. Thua vậy là anh lỗi hả? Anh đó, còn vớt vớt ba người vô. Mất thăm. Mày cũng lên mất thăm cả nữa. Người vô chạy chạy cái nữa. Em mình hình như là thắng một cái thua một cái phải không? Dạ.
Đúng rồi, nóc ao đó, vô vòng này vòng nóc ao rồi nè. Ừ. Vậy là em nóc ao luôn rồi. Rồi anh Toàn thì cũng như là thắng có 1, thua 2. Không, em cũng vô vòng luôn. Ờ. À, vòng này nóc ao cũng đội rồi, mình đợi tranh giới. Ờ. Còn cặp nữa. Ờ, vậy là còn cặp nữa là ba người ăn. Còn cặp là kết thúc đó phải không? Ba người bốc cặp vô. Ờ. Vớt ngự. Ờ. Rồi vậy thì anh Toàn mình đã thua các bạn. Rồi đó thì bên đây thì đây là hai con cặp dữ rồi nè. Ở con cặp này thì ba trận thắng 3 liền. Còn anh này thì ba trận thắng 3 liền luôn. Ở đây thì đội của anh Ron nha. Ở anh Toàn mình thì năm nay đã thua 2, thắng 1 à. Anh Toàn cũng đã lội luôn nhưng mà đã tính lại được giới vớt. Bây giờ lên bốc thăm. Rồi bây giờ thì cặp cuối cùng của dòng lội đã đang tăng tốc, hình như bên tay phải màn hình các bạn đã tiêu rồi, chỉ còn bên tay trái màn hình. Trời ơi, đụng ngay cái vỏ dữ. Vỏ này thì đã từng hạ anh Toàn. Bây giờ em mình đang quạng mục luôn. Vậy là em mình ba trận thắng 3 luôn các bạn. Đây là chốm trụng, chốm trụng hay là chùa trụng gì thì cũng không, mình không có nắm rõ nha các bạn. Ở nhưng em mình thì đã ba trận thắng 3 trận rồi đó, cũng là một địch thủ. Em mình tuổi trẻ nhưng tài cao nha các bạn, chạy phải nó là tỉnh queo luôn đó. Được rồi, hình như là sớm trụng mình không có quay, nhưng mà ở chùa trụng mình không có quay, nhưng mà em mình đã đặt giải luôn á. Rồi chuyến này thì chưa biết là sao, nhưng mà em mình là ba trận đã thắng hết 3 đó. Thì bây giờ trước mắt mình thì đã thấy được 3 vỏ. Đây, vỏ này thì đã thắng 3 trận liên tục. Còn bên đây thì hai vỏ các bạn cũng đã biết thắng là liên tục. Còn anh Toàn thì anh thua cũng là gần liên tục. Anh Toàn, anh thua 2 trận, anh thắng có 1 trận thôi. Đó thì ba vỏ này thì các bạn đã biết đã hiện tại đã vô rồi ha. Rồi bây giờ thì ba cái vỏ thua này với nhau thì mình lên bốc thăm. Ai trúng thì sẽ vô, là còn lại 4 vỏ chúng ta sẽ là vô trận tứ kết, trận bán kết. Rồi đây các bạn, bây giờ thì anh em đã chuẩn bị lên điểm xuất phát. Đó thì các bạn cũng đã nắm được cái tình hình nhé. Hai vỏ này thì đã chắc ăn, thì anh em đã vô là tranh bán kết rồi. Hai vỏ này bị gì, vỏ nào cũng đã thắng 3 trận. Đó, anh Toàn thì đã thắng 1 trận, thua 2 trận, cũng knock out luôn. Còn bên đây thì em mình thì đây thì em mình đã thắng 3 trận, thì em mình đã thắng là vô vòng rồi. Rồi bây giờ thì tiếp tục tăng cường về điểm xuất phát để bốc thăm 3 cái vỏ thua. 3-4 vỏ thua đó mình bấm cho một cái dễ vớt. Anh em nào đậu cái dễ vớt thì sẽ vô tranh đụng ngay 3 với cái vỏ đường kim này. Đó. Đây thì vỏ này đã quyết định đi vô vòng bán kết các bạn. Lên để đấu tranh bán kết nha. Rồi đây tiếp tục thì con cọp dữ nè. Con cọp này dữ lắm nha các bạn. Hải hồn. Trận đua tiếp theo.
rồi thì đã biết kết quả luôn nha. Đó, bây giờ thì mình nghe nói thì ba cái vé mà để bốc thăm, ba giỏ thua bốc thăm, nhưng mà anh em không chịu, bây giờ anh em sẽ đua lại. Đó thì theo mình biết thì cái em áo xanh này mới chạy với cái giỏ bay, tại giỏ bay đó thì thua một trận thắng một trận, em mình thì cũng đã thua một trận thắng một trận, nhưng mà bây giờ em mình đã đua với lại với em kia thì em mình đã thắng rồi. Ở chỉ còn lại là như anh Toàn, tại vì ba giỏ thua đó các bạn. Nói chung ba giỏ này là ba giỏ đồng điểm là ai cũng đều có thắng một hết, chỉ còn lại là một giỏ của anh Toàn nữa thôi. Nói vậy thì em mình đã thắng rồi đó, còn giỏ kia đã thua rồi. Bây giờ chuẩn bị xuất phát nha các bạn. Đây, giữa em Toàn, anh Toàn và anh Toàn Bông Mai, và dưới thằng em mình, em ở Chùa Trụng, em ở Chùa Trụng đã mới thắng một cái chiếc kia vừa xong, bây giờ tiếp tục là chạy lại là với anh Toàn. Đây là chạy lại trong ba giới vớt nha các bạn. Ây cha, hình như anh Toàn đang em mình xa rồi. Trời ơi, Toàn kia. Rồi, vậy là anh em mình khá xa luôn. Ôi, ôi, con cả ba. Quá sự chênh lệch. Wow. Đây là trận chạy giới vớt nha các bạn. Nó ngay tính bốc thăm nhưng mà... Ôi trời ơi. Rồi. Rồi vậy thì đó, bây giờ nó đã chéo ngược rồi. Em mình thì mới chạy là thắng thằng em kia là một trận, nhưng mà trở lại bây giờ quay lại thua với anh Toàn. Rồi để coi xuống đây tiếp tục coi anh em chạy sau đây. Là cái ba giỏ thua này đang chạy lại nha các bạn. Còn ba giỏ ăn thì bây giờ người ta ung dung rồi. Ba giỏ ăn thì người ta chờ kết quả là người ta sẽ vô chạy là bán kết thôi. Bây giờ chở về chển để xuất phát lại thì chắc có thể là anh Toàn sẽ chạy với cái ghe thằng em kia mới thua. Nếu mà anh Toàn thắng em kia nữa thì anh Toàn chính thức vô thẳng luôn. Là anh Toàn là đã thắng hai trận liên tục. Đúng rồi, ghe em mình chờ sẵn rồi nè. Đó, bây giờ anh Toàn nếu như mà đã thắng thằng em mình nữa thì anh Toàn đã thắng hai trận, thì anh Toàn đã ôm vé vào vòng trong tranh là bán kết. Tại em mình đã thua cho em mình mới vừa rồi, thì em mình mới vừa thắng em này thì quay lại là thua cho em Toàn. Anh Toàn, rồi bây giờ anh Toàn tiếp tục đấu với em mình nữa. Nếu em này thua là lỗi luôn. Mà anh Toàn thắng là anh Toàn vô. Mà nếu anh Toàn thua thì đồng điểm. Là ba ghe đồng điểm tiếp tục nữa. Bằng thắng bằng thua. Cái này mà anh Toàn thua cái nữa là đồng điểm là đua tới chiều luôn nè. Anh Toàn mà thua á. Trận này mà nếu anh Toàn thắng là mới xong chuyện này nha các bạn. Là mới là có trận bán kết nha. Còn nếu mà anh Toàn thua là bắt đầu là anh em có thể là chạy đua lại nữa đó. Chạy lại nữa. Rồi chuẩn bị xuất phát nha các bạn. Rồi quyết định. Coi em mình có kịp với anh Toàn hay không. Trận quyết định đó. Ai là thua là cái gì. Ây cha. Rồi các bạn ơi, mình đã thấy anh Toàn hơn rồi. Rồi vậy thì em mình không kịp với anh Toàn rồi. Tại vì vỏ em mình mới thua vỏ bên kia, mà anh Toàn đã thắng vỏ kia, thì em mình không thể nào được kịp với anh Toàn. Rồi đã tới đích. Rồi vậy thì các bạn có biết anh Toàn đã chiến thắng thì anh Toàn sẽ ôm quần đi tiếp.
đây cha. Rồi vậy thì anh Toàn cầm quyền đi tiếp các bạn. Rồi vậy thì em mình lỗi luôn. Đó thì các bạn cũng biết thì em mình cũng đã thua hai chặng, đã thi lại ha. Và thằng em thì đã thua anh Toàn luôn. Thì cũng như anh Toàn đã thắng hai chặng thì bây giờ anh Toàn tiếp tục anh đi. Anh sẽ vô tranh là vô là còn lại bốn đội chúng ta sẽ đua vòng là tứ kết. Ai thắng sẽ nhất gì mà ai thua ra 3-4. Để coi anh em tính ra sao đây, có chạy vòng nào nữa hay không nha các bạn. Cái trước mắt mình thì như vậy thì nó đã giáp vòng rồi đó. Xuất phát các bạn. Anh Toàn với ai đây? Hình như anh Toàn mình đụng ngay thằng em ở chùa Trũng. Mới vừa rồi thì thằng em mình đã hạ anh Toàn, nhưng coi chặng này anh Toàn có hạ lại thằng em chùa Trũng mình hay không? Để tranh vô vòng chung kết các bạn. Hình như anh Toàn đã chết thắng rồi. Ây cha, vậy thì chưa biết là sao. Ây cha, hai người đang năm năm chơi. Ây cha, chưa biết ra sao. Ai thắng thì nhất gì mà ai thua ra 3-4. Sao sao nha. Anh hả? Rồi vậy anh Toàn vô luôn các bạn. Trời ơi, vậy là anh Toàn vô tranh nhất gì. Vậy thì vòng này anh Toàn đã hạ lại thằng em mình. Trời ơi, vậy là em mình ra 3-4. Rất tiếc cho thằng em mình luôn. Em mình đã thắng 3 trận liền, nhưng bây giờ em mình sẽ rớt lại là tranh 3-4 các bạn. Tiếp cho em mình luôn. Em ở chùa Trụng cũng đã từng đơn kim vô địch, nhưng mà bây giờ anh Toàn mình sẽ vô tranh nhất nhì với ai đây? Đụng ngay con hổ dữ hay là ngay chăng đội của anh Rơm đó? Bây giờ thì đây cũng là một cặp thứ dữ với nhau. Cái đội hổ dữ thì mình kêu bằng con hổ dữ là của ở Minh Lương nha các bạn. Cái máy đó thì thôi là Hải Hồn, phải nói là đỉnh. Đó, bây giờ thì cái áo cam thì của đội anh Rên ở Bàn Thạch. Đó, đụng ngay con hổ dữ ở Minh Lương để coi anh áo cam có vượt nổi với con hổ dữ này hay không nha các bạn. Nói chung con hổ dữ thì mình kêu là bằng cái tiếng hổ dữ thôi, chứ thật sự là cái máy nó nổ dữ quá nha các bạn. Nhưng mà máy này đỉnh lắm. Theo mình dự đoán thì sẽ không có ai đối thủ với cái máy mà mình đặt cái tên là con hổ dữ này luôn. Phải nói là chạy đỉnh luôn. Bỏ anh em là xa lắm luôn. Đó. Thì anh em cũng đã có tư thế chuẩn bị xuất phát. Đây cũng là trận quyết định. Đó. Hiện tại hai võ này thì võ nào cũng đã thắng 3 trận để ôm vé vô vòng trong đây. Bây giờ ai thua thì sẽ ra 3-4. Ai thắng thì vô tranh nhất nhì. Để coi bên của anh Rên hay là bên của con hổ dữ Minh Lương. Rồi chuẩn bị xuất phát. Con hổ dữ bên tay phải màn hình đó các bạn, còn võ bên anh Rên thì bên tay trái màn hình. Trời ơi con kẻ. Ê đâm rồi, chết mẹ lắng lẽ thua rồi bạn ơi, không được rồi. Trời ơi con hổ dữ
Trời ơi, chạy bỏ một khúc luôn rồi nè. Hay cha, nhưng mà về đây người ta trở lại bình thường. Đã thắng các cha. Nhưng mà mình sẽ để chờ công bố của ban giám khảo coi sao. Chứ mình thấy thì thôi rồi, con hổ dữ này dữ lắm, không thể nào mà ai chạy kịp. Mỗi anh em khá xa. Rồi đây thì trước có mắt của mình thì theo mình biết thì bên trọng tài đã quyết định là cái anh ở Minh Lương là mình đặt con hổ dữ á, lắng lên thì đã chắc phải bị thua. Đó, hiện tại thì theo mình thấy hai giỏ đang có tư thế chuẩn bị là chắc có thể là ảnh thua, ảnh sẽ rớt xuống là tranh 3-4. Tranh 3-4 ngay thằng em ở ở chùa Trụng các bạn. Tại vì ảnh lắng len qua quá xa. Đó thì theo mình thấy trước mắt thì hai giỏ này thì đang tranh 3-4 là đã quyết định cho ảnh là phải thua. Rồi ra tranh 3-4 rồi. Rồi, vậy thì cái chặng 3-4 đã xuất phát. Trời ơi, thằng em chùa Trụng mình nó lạng đi đâu luôn rồi. Đụng ngay con hổ dữ. Đúng là gắt tiết cho cái ghe. Cho cái ghe là con hổ dữ này. Ôi kìa, coi ăn em mình là bỏ khá xa luôn nè các bạn. Ủa, hải hộp chưa? Đúng là gắt tiết. Gắt tiết cho em mình. Trời ơi, con hổ dữ mà phải lọt vô tranh 3-4. Quá đau lòng. Đây là cũng tại lý do là mình, do mình bị lắng len, nó bê gió đó các bạn. Cái thật sự là theo mình dự đoán là con hổ dữ này là phải đương kim vô địch, không có chỗ nào mà được cái chỗ này luôn. Phải nói là gắt tiếc luôn. Rồi thì đã biết kết quả. Nếu vậy thì mình đã đạt được giải 3. Mình đã lắng len thì cho nên trọng tài bắt thua, bây giờ buộc phải ra tranh 3-4. Em mình đã hiện tại đã đạt giật giải 3. Ăn ghe chùa Trụng luôn nha, ăn giỏ chùa Trụng luôn. Rồi các bạn, tiếp tục trận chung kết giữa toàn bóng bay và bên đội của anh Rên, coi ai nhất ai nhỉ. Trời ơi, chết bà rồi, bên anh Toàn bị sự cố rồi. Vậy là anh Toàn đó, anh Toàn đã gớt lại rồi các bạn. Trời ơi, vậy là bên anh Rên đã giải nhất rồi. Anh Toàn đi gớt này khá nhiều, quá trên là anh luôn. Trời ơi, anh Toàn bị sự cố gì nha các bạn, nạp không lên. Vậy thì anh Toàn đã được giải nhì. Rồi, vậy thì bên đội của anh Rên đã được giải nhất, đương kim vô địch. Rồi, vậy thì chúng ta đã biết được kết quả. Đây, anh Toàn đã được giải nhì nha. Đây thì đội bên anh Rên ở bàn thạch các bạn, cái máy màu tím phải nói là cực kỳ. Rồi thì đã kết thúc một mùa giải nha các bạn. Không biết anh Toàn bị sự cố gì. Ok, hộp nữa kìa, y chang luôn, lý do bị máy nha các bạn.